Nếu hỏi bất kỳ một hip hop head thực thụ nào ở bất kỳ một thời đại nào về hai rapper vĩ đại nhất và có sức ảnh hưởng nhất đến mọi thời đại, thì tỷ lệ bạn nhận được câu trả lời là Biggie và Tupac sẽ lên đến 99%. Lần trước, việc hip hop đã nói về Tupac và ai cũng đã hiểu được lý do vì sao mà anh lại vĩ đại đến như thế trong lòng rap fan toàn thế giới. Vậy còn Biggie là ai? Nhờ đâu mà anh lại được đứng chung hàng với Tupac? Điều gì rèn luyện nên người đàn ông này? Hãy cùng Việt Hip Hop tìm hiểu về The Notorious B.I.G. aka Biggie Smalls trong số tiếp theo của ngôi đền huyền thoại này nhé. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1972, ở bệnh viện St. Mary ở Brooklyn, New York, Christopher George Latour Wallace, con một của cặp vợ chồng người Jamaica Sirwin George Latour và Violetta Wallace được ra đời. Năm anh lên 2 tuổi, cha của anh bỏ đi và để lại anh cho người mẹ. Lúc này bà phải làm hai công việc để nuôi lớn anh. Số 226 đường St. James Place, Clinton Hill, Brooklyn là nơi mà Wallace lớn lên. Anh đến học tại trường Queen of All Saints Middle School và ở đó anh đã thắng nhiều giải thưởng dành cho học sinh môn tiếng Anh. Từ nhỏ, anh đã có biệt danh là Big vì thân hình quá cỡ của mình ở độ tuổi thứ 10. Vì cuộc sống cơ cực, năm 12 tuổi anh đã phải bắt đầu bán thuốc phiện trên phố. Đến khi anh đã là thanh niên, mẹ anh mới phát hiện ra chuyện này. Biggie đến với rap khi còn là một thiếu niên tuổi teen. Anh dùng nó để giải trí trên đường phố, trình diễn với các nhóm lân cận như Ogo Brothers và Technics. Theo yêu cầu của anh, Biggie được chuyển từ trường Bishop Laughlin Memorial High School ở Fort Greene đến trường George Westinghouse Career and Technical Education High School ở Downtown Brooklyn, một kiểu trường nghề. Đây cũng là ngôi trường mà đã từng nuôi dạy những rapper khét tiếng khác như DMX, Jay-Z và Busta Rhymes. Theo lời của bà Violetta, tức mẹ của anh, Biggie là một học sinh giỏi nhưng kiêu ngạo. Ở tuổi 17, anh bỏ học và nhúng chàm với nhiều hoạt động phi pháp. Năm 1989, anh bị bắt vì vi phạm quản chế. Một năm sau, anh lại bị bắt ở North Carolina vì bán cocaine, khiến anh phải dành ra 9 tháng trong tù. Sau khi ra khỏi tù, Biggie làm một băng demo mang tên Microphone Murderer và lấy nghệ danh là Biggie Smalls, dựa trên nhân vật của nam diễn viên Calvin Lockhart trong phim Let's Do It Again, và cũng dựa trên thân hình đồ sộ, lúc này đã cao 1m91 và nặng từ 140 đến 170kg của anh. Tuy Biggie lúc này đã không còn nhiệt huyết với băng demo này rồi, nhưng nhờ có người DJ lân cận là Mr. C và Big Daddy Kane, Juice WRLD đã tìm ra và thúc đẩy băng demo đó đến tai của tạp chí hip hop The Source. Tháng 3, ở một Inside Tap, nơi mà tạp chí The Source dành riêng cho các rapper có tài năng và hứa hẹn, đã có tên của Biggie. Nghe được băng demo này, Sean Combs, người có biệt danh là Puffy hay P. Diddy hay Puff Daddy, lúc này vẫn là thành viên A&R của Uptown Records, đã tìm, gặp Biggie và thuyết phục anh gia nhập Uptown Records. Sau khi gia nhập hãng thu âm này, Biggie lần đầu xuất hiện trong bài A Bunch of Niggas cùng Heavy D and the Boys năm 1993. Khoảng một năm sau khi Biggie ký hợp đồng với Uptown, hãng thu âm này sa thải Puffy, để rồi một tuần sau, Puffy thành lập Bad Boy Records, hãng thu âm mới mà sau này Biggie sẽ gia nhập. Ngày 8 tháng 8 năm 1993, Biggie và người bạn gái lâu năm của anh chào đón đứa con gái đầu đời của họ là Tiana, dù cả hai đã chia tay trước đó. Là một người đã bỏ học từ sớm, Biggie tự hứa rằng sẽ cho con gái mình tất cả những gì mà cô bé muốn, vì không muốn con có một tuổi thơ tồi tệ như mình. Biggie tiếp tục buôn thuốc phiện, nhưng khi Puffy biết được, anh đã thuyết phục Biggie từ bỏ. Sau đó, anh được một suất remix bài Real Love của Mary J. Blige. Khoảng thời gian đó, anh cũng phát hiện ra cái tên Biggie Smalls đã bị sử dụng. Vì vậy, anh chọn cho mình một cái rap name mới là The Notorious B.I.G. Nhưng để tiện thì mình vẫn sẽ gọi anh là Biggie nhé. Theo sau bản remix của Real Love là một bản remix khác cũng của Mary J. Blige là What's the 411. Thành công của Biggie được tiếp nối với các remix khác nữa, trong đó có Buddy X của Nene Cherry và Dolly My Baby của Supercat vào năm 1993.
Tháng 4, Big Gee ra mắt bản solo mang tên Party and Bullshit. Đây cũng là soundtrack của phim kịch Who's the Man. Tháng 7 năm 1994, anh xuất hiện cùng LL Cool J và Busta Rhymes trong bản remix của Kramac là Flava in Your Ear. Bản remix này đã lên đến hạng 9 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở thời điểm đó. Ngày 4 tháng 8 năm 1994, Big Gee cưới nữ ca sĩ R&B Faith Evans. 5 ngày sau, anh lần đầu có được thành tựu trên các bảng xếp hạng nhạc pop như một nghệ sĩ solo với Juicy và Unbelievable. Bản nhạc đôi này đã đạt hạng 27. Album Ready to Die của Big Gee được phát hành ngày 13 tháng 9 năm 1994 và vươn đến hạng 13 trên Billboard 200, đạt được tận 4 địa bạch kim. Hãy dừng lại ở đây một chút. Để truyền tải được phần nào sự vĩ đại của Big Gee đến cho các bạn, mình muốn nói sơ về bối cảnh lịch sử của hip hop ở thời điểm trước đó đã. Bạn có biết rằng, trong những năm cuối của thập niên 80 đến đầu của thập niên 90, khi nhóm nhạc rap huyền thoại NWA xuất hiện và kéo theo sau đó lần lượt là những Dr. Dre, Snoop Dogg và đương nhiên là cả Tupac bắt đầu tiến lên mainstream và chinh phục các bảng xếp hạng toàn thế giới. Hip hop ở bờ đông, mà đại diện là New York, nơi mà hip hop được sinh ra, đã bị thất thế nặng nề trước đối thủ cạnh tranh của mình. Đến nỗi dường như không có nghệ sĩ hip hop nào ở bờ đông được ký hợp đồng. Điều đó thậm chí đã dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bờ đông tây vô cùng căng thẳng trước cả khi trận chiến huyền thoại giữa Bad Boy và Death Row diễn ra. Nhưng tình trạng đó không kéo dài được lâu, bởi chính album Ready to Die của Big Gee đã hồi sinh hip hop ở bờ đông, mang New York trở lại bản đồ hip hop của Mỹ. Đồng khởi nghĩa với Big Gee là hàng loạt các nhân tài, trong đó có Nas, Wu-Tang Clan, Lost Boys, Mobb Deep, v.v. Và thời kỳ phục hưng của rap bờ đông bắt đầu, mà trong đó Big Gee là trung tâm của cuộc cách mạng. Bên cạnh Juicy, Big Poppa cũng đạt được thành tích rất cao khi vươn lên đến top 1 bảng xếp hạng nhạc rap US. Trong khi đó, One More Chance thì bán được tận 1 triệu mốt bản trong những năm 1995. Busta Rhymes chia sẻ rằng anh từng thấy Big Gee tặng miễn phí những bản copy của album Ready to Die từ nhà của anh. Hành động này được Busta Rhymes gọi đó là tự marketing cho bản thân. Sau khi album được phát hành, Big Gee trở thành bạn với Tupac. Người anh em họ của Big Gee là Lil Sis cho biết Big Gee và Tupac đã rất thân thiết, thường xuyên đi chơi cùng nhau mỗi khi cả hai không làm việc. Big Gee thường xuyên lui tới nhà của Tupac khi Tupac còn ở California hoặc Washington DC. Một rapper đến từ Oakland là Youth Mouth cho biết phong cách của Big Gee bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Tupac. Ngoài Tupac ra, Big Gee cũng là một người bạn thân với cầu thủ bóng rổ Shaquille O'Neal. O'Neal cho biết cả hai quen biết nhau trong một lần đang nghe bài Gimme the Loot của Big Gee và nghe thấy Big Gee shout out cho O'Neal trong lyrics. Sau đó nam cầu thủ đã ngỏ lời hợp tác cùng Big Gee. Từ đó chúng ta có You Can't Stop the Rain. Theo lời của Puffy, Big Gee sẽ không bao giờ kết hợp với người mà anh ta không tôn trọng. Trong tháng 8 năm 1995, nhóm của Big Gee là Junior Mafia, viết tắt của Junior Masters at Fighting Intelligent Attitudes, có thể tạm dịch là những bậc thầy trẻ tuổi trong việc ứng xử thông minh, đã phát hành album đầu tiên của họ là Conspiracy. Nhóm bao gồm những người bạn từ thuở thiếu thời của Big Gee, bao gồm Lil Kim và Lil Sis, những người mà sau này đều có cho mình một sự nghiệp riêng. Album nhận được chứng nhận vàng và những single như Players Anthem, Get Money đều lần lượt có được chứng nhận vàng và bạch kim. Big Gee tiếp tục làm việc với những nghệ sĩ và nhóm nhạc R&B khác như 112 trong bài Only You, Total trong bài Can't You See. Cả hai sản phẩm này đều đạt top 20 của Hot 100. Cuối năm 1995, Big Gee trở thành nghệ sĩ và rapper solo bán chạy nhất trên các bảng xếp hạng nhạc pop US và các bảng xếp hạng R&B. Tháng 7 năm 1995, anh xuất hiện trên bìa tạp chí The Source với dòng caption là The King of New York Takes Over, tạm dịch là vị vua của New York nắm quyền. Tại lễ trao giải Source Awards tháng 8 năm 1995, Big Gee chiến thắng hạng mục Best New Artist Solo, Lyricist of the Year, Live Performer of the Year và Album of the Year. Tại giải thưởng Billboard Awards, anh thắng hạng mục Rap Artist of the Year. Cũng trong năm đó, năm thăng hoa của Big Gee, anh vướng vào trận chiến giữa bờ đông và bờ tây với Tupac. Lúc bấy giờ, cả hai chỉ còn là kẻ thù. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vibe vào tháng 4 năm 1995, trong lúc đang dành thời gian trong trại cải tạo Clinton Correctional Facility, Tupac cáo buộc người sáng lập Uptown Records là Andre Harrell cùng với Puffy và Big Gee
có dính líu đến vụ việc anh bị cướp và bị bắn ở Quad Studios vào ngày 30 tháng 11 năm 1994. Dù Biggie và một vài người khác cũng đã có mặt ở studio nơi Tupac bị bắn, nhưng anh đã phủ nhận lời cáo buộc của Tupac. Biggie cho biết, sự việc chỉ là sự trùng hợp khi Tupac đến đúng studio đó. Anh ta chỉ là không thể nhắc đến kẻ đã thật sự làm chuyện đó nên mới đổ thừa cho tôi. Đến tận năm 2012, một người tên Dexter Isaac trong lúc đang phải ở tù chung thân đã nhận rằng anh là kẻ đã tấn công Tupac vào đêm hôm đó và thừa nhận rằng vụ cướp chỉ là dàn dựng. Vụ cướp này được lập kế hoạch bởi James Rosemont, một gã có quyền lực trong giới giải trí và là một tên buôn bán thuốc phiện. Quay lại năm 1995, sau khi ra khỏi trại cải tạo, Tupac gia nhập Death Row Records vào ngày 15 tháng 10 năm 1995. Sự việc trên đã châm ngòi trận chiến giữa không chỉ Biggie và Tupac mà còn là giữa Bad Boy Records và Death Row Records. Sau đó là trận chiến giữa cả bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ. Việc Hip Hop đã từng làm một video kể lại trận chiến này. Nếu muốn biết thêm về sự kiện lịch sử trên, hãy ghé qua video đó để xem nhé. Quay về với nhân vật chính của chúng ta là Biggie. Anh bắt đầu thu âm cho album thứ hai của mình vào tháng 9 năm 1995 và anh làm việc với nó suốt 18 tháng ở New York, Trinidad và Los Angeles. Việc thu âm đã bị gián đoạn nhiều lần bởi nhiều tranh cãi về pháp lý và sự tranh chấp trong cộng đồng hip hop. Trong thời gian này, Biggie cũng đã làm việc với ông hoàng nhạc pop Michael Jackson trong album History. Lucy sau đó đã thừa nhận rằng trong lúc Biggie gặp Michael, Lucy đã bị Biggie buộc phải đứng ở ngoài vì Biggie không muốn để Michael ở gần trẻ em, dựa trên các báo cáo về xâm hại tình dục trẻ em vào năm 1993 chống lại ông hoàng nhạc pop. Kỹ sư âm thanh John Van Ness và producer Dallas Austin thì lại kể một câu chuyện khác rằng Biggie đã rất hăng hái khi được gặp Michael và dường như đã khóc khi được gặp ông hoàng nhạc pop. Ngày 23 tháng 3 năm 1996, Biggie bị bắt bên ngoài một club ở Manhattan vì rượt đuổi và đe dọa sẽ giết hai fan hâm mộ chỉ vì họ xin chữ ký. Ngoài ra, anh còn đập vỡ kính xe taxi và đấm một trong hai người đó. Biggie bị tuyên có tội quấy rối cấp độ 2 và phải dành 100 giờ phục vụ cộng đồng. Giữa năm 1996, anh bị bắt lần nữa ở nhà tại Teaneck, New Jersey vì dùng thuốc phiện và các tội danh liên quan đến vũ khí. Tháng 6 năm 1996, Tupac phát hành dissing track huyền thoại Hit 'Em Up. Trong track này, Tupac đã công khai thừa nhận rằng mình đã ngủ với Faith Evans, vợ của Biggie, và cáo buộc rằng Biggie đã copy phong cách của mình. Trong track Brooklyn's Finest của Jay-Z, Biggie đã nói về chuyện này thông qua một câu lyrics: "If they have twins, she probably have two packs. Get it? Two packs." Tạm dịch là nếu Faith sinh đôi, có thể cô ấy sẽ đẻ ra hai tên pack đấy. Phép chơi chữ trong câu này vừa là một kiểu tự cợt nhã chính bản thân của Biggie, vừa có ý nghĩa ám chỉ việc Tupac là con của Biggie. Tuy nhiên, Biggie vẫn không trả lời Hit 'Em Up một cách chính thức. Anh đã tuyên bố trên một buổi phỏng vấn radio vào năm 1997 rằng trả lời một dissing track không phải phong cách của Biggie. Ngày 7 tháng 9 năm 1996, Tupac bị bắn nhiều phát ở Las Vegas và qua đời. Tin đồn Biggie có dính líu đến vụ việc nhanh chóng bị lan truyền khắp nơi. Năm 2002, bài báo Who Killed Tupac Shakur của tờ Los Angeles Times dựa trên báo cáo của cảnh sát đã công bố hung thủ vụ việc là một nhóm băng đảng ở Compton mang tên Southside Crips nhằm trả thù Tupac khi anh đánh một thành viên của băng đảng này. Đồng thời, tác giả của tờ báo là Chuck Phillips cũng cáo buộc Biggie có dính líu và cho rằng anh là người đã trả tiền cho khẩu súng giết người đó. Biên tập viên của tờ Los Angeles Times là Mark Duvoisin đã viết rằng câu chuyện của Phillips đã đối mặt với nhiều thử thách vì tính chính xác của nó. Gia đình của Biggie sau đó đã phủ nhận bài báo, đồng thời đưa ra các tài liệu chứng minh rằng tại thời điểm xảy ra vụ án, Biggie đang ở New York và New Jersey. Nhưng dù sao, New York Times vẫn cho rằng những tài liệu đó là không rõ ràng. Vợ của Biggie là Evans đã nói rằng vào đêm Tupac được tuyên bố đã qua đời, Biggie đã gọi điện cho Evans và khóc vì bị sốc. Cô ấy kể: "Tôi nghĩ Biggie đã rất sợ. Anh ấy đã không bàn thắng thua với những thứ đang diễn ra vào lúc đó, cũng như chịu đựng cái sức nóng, cái áp lực từ trận beef đó, trong khi anh ấy chẳng hề muốn chống lại ai cả." Wayne Barrow, quản lý của Biggie lúc bấy giờ, cho biết Biggie đã thu âm bài Nasty Girl vào đêm Tupac bị bắn. Một thời gian ngắn sau khi Tupac mất, Biggie đã gặp Snoop Dogg, người mà cho rằng Biggie đã diss mình sau khi được nhắc tên trong bài Somebody Gotta Die.
anh gặp Snoop để nói rằng anh đã không hề và chưa bao giờ ghét Tupac. Ngày 29 tháng 10 năm 1996, Evans xin cho Biggie đứa con trai là Christopher C.J. Wallace Jr. Tháng sau, thành viên của nhóm Junior Mafia là Lil Kim cho ra mắt album đầu tay của cô là Hardcore dưới sự chỉ đạo của Biggie. Lúc này giữa Biggie và Lil Kim đang có một mối tình vụng trộm với nhau. Trong lúc đang làm việc cho album Life After Death, Biggie và Lil Sis bị bắt vì sử dụng cần sa nơi công cộng và bị giam xe. Biggie sau đó chọn thuê một chiếc Chevrolet Lumina để thay thế, mặc kệ sự phản đối của Lil Sis vì chiếc xe đã bị hỏng thắng nhưng Biggie không quan tâm. Hậu quả là họ gặp tai nạn giao thông khiến chân trái của Biggie bị gãy và phải dùng gậy chống, còn Lil Sis thì bị thương ở quai hàm. Biggie đã phải dành hàng tháng trong bệnh viện nhưng điều đó không ngăn cản anh hoàn thành album của mình. Vụ tai nạn này đã được anh nói đến trong bài Long Kiss Goodnight. "Yeah, still tickle me. I used to be as strong as Ribblebee till Lil Sis crippled me." Tháng 1 năm 1997, Biggie bị buộc phải bồi thường $41,000 vì vụ ẩu đả vào tháng 5 năm 1995. Anh còn phải đối mặt với án tấn công người khác nhưng sau đó thì án này cũng không được giải quyết. Sau một loạt các sự kiện, Biggie tuyên bố rằng anh phải tập trung đầu óc và dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Tháng 2 năm 1997, Biggie đến California để quảng bá cho album Life After Death và cũng để quay MV cho single Hypnotize. Ngày 5 tháng 3, Biggie đến trao giải cho Toni Braxton ở lễ trao giải Annual Soul Train Awards lần thứ 11 ở Los Angeles. Trong lúc đó, một số khán giả bên dưới đã tỏ ra không ưng ý với điều này. Sau đó, Biggie đến một buổi tiệc được tổ chức bởi tạp chí Vibe và Quest Records ở Peterson Automotive Museum. Khách mời bao gồm Evans, tức vợ của Biggie, nữ ca sĩ Alaya, Puffy và nhiều thành viên của hai băng đảng Crips và Bloods. Ngày hôm sau, lúc 0:30 sáng, sau khi bữa tiệc bị đội cứu hỏa đóng lại vì quá tải số người tham dự, Biggie rời bữa tiệc với đoàn tùy tùng trong hai chiếc GMC Suburbans để trở về khách sạn. Biggie ngồi băng ghế trước cùng xe với Damian D. Rock Butler, Lil Sis và tài xế Gregory G. Money Young. Puffy thì đi xe khác với ba gã vệ sĩ. Đến 0:45, đường phố chật cứng bởi những người rời khỏi bữa tiệc. Xe của Biggie đang dừng đèn đỏ cách nơi diễn ra bữa tiệc khoảng 46m. Một chiếc Chevy Impala màu đen dừng lại cạnh bên. Gã tài xế người Mỹ gốc Phi trong chiếc Impala kéo kính xuống và rút khẩu súng lục ra, bắn liên tục vào xe của Biggie. Nam rapper bị trúng 4 viên. Đoàn tùy tùng của anh ngay lập tức lái đến bệnh viện Cedar Sinai Medical Center. Ở đây, bác sĩ đã cố gắng hết sức để cấp cứu cho anh nhưng đến 1:15 sáng, anh vẫn không qua khỏi và được tuyên bố là đã qua đời ở tuổi 24. Ảnh khám nghiệm tử thi của Biggie được công bố 15 năm sau khi anh qua đời, cho thấy chỉ viên đạn cuối cùng là chí mạng, bị bắn xuyên qua hông bên phải, đi qua các bộ phận nội tạng như đại tràng, gan, tim và phổi trái trước khi dừng lại ở vai trái của anh. Đám tang của Biggie được tổ chức ở nhà nguyện Frank E. Campbell Funeral Chapel ở Manhattan vào ngày 18 tháng 3. Ở đây, 350 người đưa tang đã tham dự, bao gồm Lil Sis, Queen Latifah, Flava Flav, Mary J. Blige, Lil Kim, Run DMC, cha đẻ của nhạc hip hop là DJ Kool Herc, Trich, Busta Rhymes, Salt and Pepper, DJ Spinderella, Foxy Brown và Sister Soulja, David Dinkins và Clive Davis. Sau đám tang, anh được hỏa táng và tro cốt được trao lại cho gia đình. 16 ngày sau khi Biggie mất, album đôi thứ hai của anh được phát hành và ngay lập tức leo lên top 1 ở Billboard 200. Album bao gồm sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khách mời và producer hơn là người anh em trước đó của nó là Ready to Die. Life After Death nhận được nhiều lời phê bình tích cực vào khoảng năm 2000 và nhận được chứng nhận kim cương, tức chứng nhận RIAA cao nhất cho một album hip hop solo. Single dẫn đầu của Life After Death là Hypnotize, là MV cuối cùng mà Biggie tham dự. Thành tích cao nhất trên bảng xếp hạng của Biggie là single More Money More Problems kết hợp cùng Puffy và Mace. Cả hai single này đều đạt top 1 trên bảng Hot 100, giúp cho Biggie trở thành nghệ sĩ đầu tiên sau khi mất mà đạt được thành tích này. Single thứ 3 là Sky's the Limit kết hợp với nhóm nhạc 112. Tháng 12 năm 1997, Biggie được tạp chí Spin vinh danh là Artist of the Year và Hypnotize là Single of the Year.
Giữa năm 1997, Puffy phát hành album debut của anh là No Way Out. Trong album này, Big Gear đã xuất hiện trong 5 single, đặc biệt là bài Victory. Single nổi bật nhất của No Way Out là I'll Be Missing You, bao gồm Puffy, Evans vợ của Big Gear và nhóm 112 nhằm vinh danh và tưởng nhớ anh. Ở lễ trao giải Grammy năm 1998, album Life After Death và hai single đầu của nó được đề cử ở các hạng mục nhạc rap. Tháng 12 năm 1999, Bad Boy Records phát hành Born Again, một album bao gồm những mảnh ghép chưa được hoàn thành của Big Gear và được mix lại với nhiều nghệ sĩ khách mời khác, thậm chí là những nghệ sĩ mà Big Gear chưa từng hợp tác trong quãng thời gian còn sống của anh. Born Again nhận được một số lời phê bình tích cực nhưng cũng nhận được nhiều phê bình tiêu cực vì cho rằng những màn kết hợp trong album này không giống với Big Gear. Tạp chí The Source miêu tả Born Again là sự góp nhặt của những màn kết hợp kỳ cục nhất sự nghiệp của Big Gear. Nhưng dẫu sao thì Born Again vẫn bán được 2 triệu bản copy. Big Gear sau đó xuất hiện trong album năm 2001 của Michael Jackson là Invincible. Đến 2002, Big Gear tiếp tục xuất hiện trong một số bài như Foolish và Realist Niggas của Ashanti. Năm 2003, cả Big Gear và Tupac cùng nhau xuất hiện trong bài Running, Dying to Live. 2005, album Duets The Final Chapter được phát hành để tiếp tục những gì còn sót lại của Born Again và nhận được nhiều lời chỉ trích vì sự thiếu sót trong một số bài nhạc của album. Single dẫn đầu của Duets The Final Chapter là Nasty Girl đã trở thành bài nhạc đầu tiên của Big Gear đạt được top 1 của nước Anh. Puffy và Violetta, tức mẹ của Big Gear, đã tuyên bố rằng đó sẽ là album cuối cùng được phát hành với những chất liệu mới trong âm nhạc. Sau đó, album kết hợp giữa Big Gear và vợ là The King and I được phát hành vào ngày 19 tháng 5 năm 2017, bao gồm nhiều bài nhạc chưa được phát hành. Là một trong những rapper vĩ đại nhất mọi thời đại, Big Gear được tạp chí All Music gọi là vị cứu tinh của hip hop bờ đông. Trong khi đó, tạp chí The Source gọi anh là rapper vĩ đại nhất mọi thời đại vào năm 2002. Đến 2003, khi tạp chí XXL hỏi nhiều nghệ sĩ hip hop khác về người rapper yêu thích của họ, Big Gear đã xuất hiện nhiều hơn bất cứ ai khác. 2006, MTV xếp Big Gear ở hạng 3 trong danh sách The Greatest MCs of All Time, gọi anh là người có kỹ năng nhất trên micro. Biên tập viên của About.com xếp anh ở hạng 3 trong danh sách Top 50 MCs of Our Time từ năm 1987 đến 2007. Năm 2012, The Source xếp anh vào hạng 3 trong danh sách Top 50 Lyrical Leaders mọi thời đại. Tạp chí Rolling Stone thì gọi Big Gear là rapper vĩ đại nhất từng sống. Đến 2015, Billboard cũng gọi Big Gear là rapper vĩ đại nhất mọi thời đại. Lyrics của Big Gear đã trở thành sample và được trích lại bởi rất nhiều nghệ sĩ bao gồm Jay-Z, 50 Cent, Alicia Keys, Fat Joe, Nelly, Ja Rule, Eminem, Lil Wayne, The Game, Clinton Sparks, Usher và thậm chí là cả Michael Jackson. Ở lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2005, Puffy và Snoop Dogg đã tri ân Big Gear bằng việc thuê một dàn nhạc để chơi bài Juicy và Warning. Đến lễ tri ân VH1 Hip Hop Honors cùng năm, một dòng tri ân dành riêng cho Big Gear đã được treo làm tiêu đề cho show. Big Gear đã từng thử mở một hãng quần áo mang tên Brooklyn Mint, chuyên sản xuất quần áo cỡ lớn nhưng nó đã sụp đổ sau khi anh mất. Năm 2004, quản lý của anh là Mark Pierce và Wayne Barrow đã khởi động lại hãng quần áo này với sự trợ giúp của Jay-Z, chuyên bán áo t-shirt in hình Big Gear. Một phần lợi nhuận sẽ được góp vào quỹ Christopher Wallace Foundation và quỹ Sean Carter Scholarship Foundation của Jay-Z. Christopher Wallace Memorial Foundation tổ chức những bữa tối hàng năm để gây quỹ cho dụng cụ học tập ở trường cho học sinh và để tri ân Big Gear. Những bữa tối hàng năm này mang tên BIG Night Out. Với BIG, vừa là biệt danh của Big Gear, cũng vừa viết tắt cho Books Instead of Guns, tức sách vở thay vì súng đạn. Tại Fulton ở Brooklyn, một tấm chân dung của Big Gear được vẽ to trên tường cách khu nhà cũ của Big Gear khoảng nửa dặm. Một người hâm mộ của Big Gear đã gửi lời thỉnh cầu cho góc đường giữa đường Fulton và St. James Place gần khu tuổi thơ của Big Gear được đổi tên để vinh danh anh, và lời thỉnh cầu này nhận được tận 560 chữ ký. Đến nay, nếu có dịp được đặt chân đến góc đường này, bạn sẽ thấy trên cột tên đường có chiếc bảng ghi Christopher Wallace Way, tức con đường Christopher Wallace.
Trong phim Luke Cage thuộc vũ trụ phim của Marvel cũng có cảnh cho thấy một tấm chân dung của Biggie. Điều này nhằm vinh danh Biggie vì anh là nguồn cảm hứng cho nhân vật Cottonmouth phiên bản điện ảnh của Marvel. Tháng 8 năm 2020, con trai của Biggie là CJ đã phát hành một bản remix của Big Popper. Năm 2009, phim tiểu sử về cuộc đời Biggie là Notorious được phát hành do Jamal Woolard thủ vai anh. Phim được đạo diễn bởi George Tillman Jr. và được phân phối bởi Fox Searchlight Pictures. Tham gia sản xuất bao gồm Puffy, quản lý của Biggie là Wayne Barrow và Mark Pierce, cũng như mẹ của Biggie là bà Violetta Wallace. Ngày 16 tháng 1 năm 2009, phim được debut ở rạp Grand 18 ở Greensboro, North Carolina và bị hoãn lại sau khi một người đàn ông bị bắn ở bãi giữ xe ngay trước show. Notorious nhận được nhiều lời phê bình bao gồm cả tốt lẫn xấu và đạt được 44 triệu đô la toàn thế giới. Biggie hay Tupac thì vẫn luôn là những huyền thoại mà chúng ta không thể nào so sánh được ai hơn ai, vì mỗi người đều có những chiến tích riêng của mình. Nếu không nhờ có âm nhạc của Biggie, nếu không nhờ có những album Ready to Die, Life After Death, v.v. thì có lẽ hip hop bờ đông, hip hop New York còn lâu lắm mới lại được phồn thịnh như ngày nay sau khi bị nguội lạnh một thời gian dài, dù cho đó là nơi mà hip hop đã bắt đầu. Hình ảnh và âm vang của Biggie vẫn sống mãi và cháy rực trong các rapper sau này. Đã 23 năm kể từ ngày Biggie ra đi, nhưng cứ lâu lâu là chúng ta lại được nghe thấy âm thanh Gimme the Loot quen thuộc. Chẳng nói đâu xa, Sicko Mode là một ví dụ. Ở Việt Nam, chúng ta có bản hit La Vi của God Nang cũng đã sử dụng sample này. Điều đó cho thấy không chỉ ở Mỹ, không chỉ ở các rapper gạo cội mà ở toàn thế giới và ở mọi thế hệ, sức ảnh hưởng của Biggie vẫn đang lan tỏa không ngừng. Giờ đây, mối thâm thù đã chấm dứt. Biggie hay Tupac đều đang ở một nơi tốt đẹp hơn và ở đó họ sẽ thấy được những điều họ đã làm, đã kiến tạo nên những thế hệ mạnh mẽ, sáng tạo, ý chí, cầu tiến ra sao trong cộng đồng hip hop thế giới. Cảm ơn các anh vì những điều mà các anh đã làm. Hip hop sẽ mãi mãi nhớ đến cả hai. Thay mặt vì hip hop, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất này đến với Tupac Shakur và The Notorious B.I.G.